Ba câu cửa miệng đốt sạch lộc lá. Kính chào quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, khi nói chuyện, chúng ta thường rơi vào tình trạng quá hăng hái, dẫn đến nói chuyện thiếu suy nghĩ hoặc nghĩ từ ngữ là vô hại, nên cứ thoải mái múa mồm, buông ra những lời lẽ tiêu cực. Nhưng trên thực tế thì ngôn ngữ cũng có sức ảnh hưởng của riêng nó, thậm chí nó còn có thể mang đến vận đen cho người nói. Một người thông minh sẽ luôn biết cách ăn nói, họ sẽ luôn uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Suy nghĩ xem, lời mình nói ra có tổn thương đến ai không? Nhờ đó mà họ có thể tránh được những rắc rối không cần thiết một cách hiệu quả. Trong cuộc sống, chúng ta đều mong cầu may mắn, nhất là trong phương diện công việc, sức khỏe, vân vân. Nhưng tương lai là vô hạn định, chúng ta không thể nào khống chế được. Điều chúng ta có thể nắm bắt chỉ có hiện tại. Hãy thay đổi bản thân để đạt được những điều tốt nhất có thể. Trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu với thay đổi nhỏ này nhé. Nếu muốn vận đen tránh xa, thì bạn đừng nên nói những lời sau đây. Thứ nhất, phàn nàn về việc mình xui xẻo như thế nào. Trong cuộc sống, ai cũng đều sẽ gặp phải những khó khăn khác nhau. Khi gặp khó khăn, điều đầu tiên ta thường nghĩ đến sẽ là than vãn. Nhưng bạn có biết, điều đáng sợ nhất trong cuộc sống chính là thường xuyên than thân trách phận hay không? Những người như vậy không bao giờ tìm nguyên nhân thất bại từ bản thân, mà chỉ biết đổ lỗi cho người khác để giải tỏa năng lượng tiêu cực trong lòng. Những người luôn phàn nàn như vậy thường sẽ không được may mắn cho lắm, bởi vì cuộc sống là bao gồm khó khăn và thành công luôn song hành. Bạn không thể chỉ muốn thành công và tránh né khó khăn hay thất bại được. Chỉ khi bạn dám đối mặt với thất bại, học bài học từ nó, thì bạn mới có thể phát triển và tiến gần hơn với thành công. Người luôn né tránh thực tế, phàn nàn và đổ lỗi sẽ chỉ mãi dậm chân ở thất bại mà thôi. Loại hành vi này không chỉ gây hại cho bản thân, mà còn khiến cho người xung quanh cảm thấy khó chịu. Từ đó, đánh mất dần các mối quan hệ trong cuộc sống. Điều thứ hai, tiết lộ bí mật hoặc đời tư của người khác. Như lúc đầu chúng ta có nhắc đến, họa từ miệng mà ra. Lời ăn tiếng nói luôn là cánh cửa rước vận may hoặc rủi tùy vào nội dung mà nó mang theo. Do đó, nếu một người cứ mở miệng ra là tiết lộ bí mật hoặc chuyện riêng tư của người khác, thì rất có thể sau này họ sẽ bị liên lụy vì những bí mật hoặc chuyện riêng tư này. Nếu bạn luôn nói những điều không nên nói hoặc làm những điều không tốt đối với người khác, thì trong mắt người khác, bạn là người không có đạo đức và không biết tôn trọng người khác. Một người như vậy sẽ luôn bị coi thường cho dù họ có đi đến đâu. Hơn nữa, nếu bạn thường đi kể chuyện riêng của người khác ra ngoài, thì người nghe cũng sẽ tự động đánh giá bạn là một người không kín miệng, một người không đáng kết làm bạn. Thứ ba, nói chuyện thị phi, gieo bất hòa. Chúng ta thường nghe khuyên, hãy ngồi yên lặng và nghĩ về lỗi lầm của mình, đừng nói về lỗi lầm của người khác. Câu này có nghĩa là, trước khi trách người, hãy biết tự kiểm điểm bản thân mình đầu tiên. Cũng có câu, chúng ta không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Vì vậy, dù họ có sai sự thật, thì lời nói của bạn cũng sẽ chỉ là vô dụng nếu họ vẫn cố chấp. Huống chi trong trường hợp bạn vẫn chưa biết ai đúng, ai sai. Tốt nhất, chúng ta chỉ nên tập trung phát triển bản thân mà thôi, tránh xa thị phi. Vì khi bạn tốt lên, thì thế giới xung quanh bạn cũng sẽ tốt lên theo. Ngược lại, nếu như bạn thường xuyên bàn tán chuyện thị phi của người này người kia, không sớm thì muộn, họa cũng sẽ như nước lũ tràn đê mà ập đến. Sở dĩ người ta thích ngồi lê đôi mách
cũng là vì tò mò. Khi một người tò mò hỏi chuyện của người khác, người đó sẽ có một niềm vui khó tả. Và loại niềm vui không thể diễn tả này mới thực sự là điều mà chúng ta muốn có được khi buồn chuyện. Tuy nhiên, một hành vi có vẻ dễ chịu và vui vẻ như vậy lại chính là con dao hai lưỡi, tổn thương người, tổn thương mình. Nói chuyện thị phi không những hại mình, mà thậm chí còn khiến những người xung quanh cảm thấy bạn không đáng tin cậy. Từ đó sinh ra cảnh giác, đề phòng, mất niềm tin. Suy cho cùng, xui xẻo về cơ bản cũng chính là một tín hiệu báo cho bạn biết mình đã đi một nước cờ sai. Đó là cách mà cuộc sống nhắc nhở bạn hãy kịp thời quay lại con đường chính. Một người thực sự có trí tuệ sẽ biết không nên nhiều chuyện việc của người khác. Bớt nói thị phi và bớt phán xét người khác. Vì vậy, để không bị người thầy cuộc sống nhắc nhở bằng vận đen, thì tốt nhất chúng ta nên biết làm chủ lời ăn tiếng nói của mình trong mọi hoàn cảnh. Quý vị thân mến, những người không giỏi giao tiếp vô hình chung thường dễ gây mất lòng người xung quanh. Không phải do năng lực của họ yếu kém hay có khuyết điểm về mặt đạo đức, mà nguyên nhân đến từ chính những thói quen nằm trong nghệ thuật ứng xử và lời ăn tiếng nói thường ngày. Trong số đó, có 4 đặc điểm chung được khuyến cáo rằng những người có EQ thấp nên chú ý để tránh xa. Thứ nhất, không nên sử dụng ngữ khí hoài nghi. Trong khi trao đổi nói chuyện, những câu như "có thật không?", "chuyện này có thể xảy ra thật à?" thường mang đậm ngữ điệu hoài nghi, đồng thời cũng bao hàm một phần ý phủ định trong đó, thể hiện bản thân không có lòng tin tưởng với người đối diện, cho nên mới hoài nghi những lời người ta vừa nói. Khi sự hoài nghi này được lặp lại không ngừng trong cuộc trò chuyện, những người hay để ý và tương đối nhạy cảm dễ nảy sinh hiềm khích, khiến khoảng cách của mối quan hệ dần trở nên xa lạ, khó gần. Thứ hai, không nên nói chuyện bằng ngữ khí chất vấn. So với thể hiện sự hoài nghi, thì giọng điệu chất vấn lại càng bộc lộ sự phủ định mạnh mẽ hơn hẳn, đồng thời bao hàm trong đó sự khó chịu, bất mãn và một chút trách cứ. Lấy ví dụ một số câu như là "không phải chuyện này, tôi đã nói từ trước rồi à?" "Tại sao lại không nghe lời tôi nói chứ?" Hoặc là "tại sao chuyện đơn giản thế này mà cũng không làm được?" Tuy không nói ra trực tiếp, nhưng vẫn khiến đối phương cảm nhận được ý nghĩa bên trong, chính là những lời tôi nói mới đúng, những gì cậu làm đều là sai. Chính vì lẽ đó mà tạo cho đối phương cảm giác bị miệt thị và khinh thường. Đây cũng là căn bệnh chung của những người có trí tuệ cảm xúc tương đối thấp, vì thói quen nói chuyện tự lấy mình làm trung tâm, không biết cách suy nghĩ cảm giác của người khác. Điều thứ ba, không nên nói chuyện bằng giọng điệu bất cần. Rất nhiều cặp vợ chồng cãi nhau quá nhiều, sau đó cảm thấy không buồn giải thích cho đối phương nữa và hay nói "thích nghĩ thế nào thì tùy". Chính giọng điệu bất cần này sẽ khiến cho người nghe cảm thấy mình không được tôn trọng, những cảm xúc của mình không được quan tâm. Do đó, sự tức giận và bực bội trong lòng ngày càng lớn hơn. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nói riêng và mọi mối quan hệ khác nói chung bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Giao tiếp vốn là một quá trình cần sự nỗ lực của cả hai bên để có thể thấu hiểu nhau hơn. Nhưng nếu trong khi đối thoại, một bên sử dụng giọng điệu bất cần, ra sao cũng được, chính là thể hiện tín hiệu không muốn thấu hiểu và lắng nghe đối phương nói nữa. Đó là điều tối kỵ nhất trong việc xây dựng những mối quan hệ quan trọng. Điều thứ tư, không nên nói chuyện bằng giọng điệu ra lệnh cho người khác. Chắc chắn tất cả mọi người đều không thích cảm giác bị áp đặt, bị người khác đưa ra mệnh lệnh bắt mình phải phục tùng. Lấy ví dụ như khi có ai đó nói với bạn
mang số giấy tờ đấy lại cho tôi. Bản thân chúng ta là người nghe sẽ cảm thấy mình không nhận được một chút tôn trọng nào trong lời nói đó. Dù ít dù nhiều, cảm giác bí bách, ức chế vẫn sẽ nảy sinh. Ngược lại cùng một mục đích đó, những người khôn ngoan trong giao tiếp và ứng xử có thể nhẹ nhàng hỏi: cậu có rảnh không? Làm ơn lấy giùm mình chỗ giấy tờ kia nhé. Cách nói mang hàm ý trưng cầu ý kiến của người nghe khiến ai cũng dễ dàng tiếp nhận hơn hẳn. Vì lẽ đó, người xưa mới có câu nói: làm việc không thể tùy tâm, nói chuyện không thể tùy miệng. Để nâng cao khả năng giao tiếp của mình, chúng ta nên lưu ý hai điểm sau. Đầu tiên, nên kết hợp lời ăn tiếng nói với những câu khen ngợi thật lòng. Bất cứ ai khi nhận được sự khen ngợi, tán dương về một khía cạnh nào đó đều không thể ngăn được cảm giác tự hào và vui vẻ nảy sinh trong lòng. Dù họ có thể hiện ra ngoài qua cảm xúc hay hành động hay không, thì những lời khen ngợi vẫn đem tới ảnh hưởng tích cực cho tâm trạng và mối quan hệ hai bên. Do đó, những người có EQ cao luôn chú ý tìm cách khen ngợi đối phương mà không tạo cảm giác giả tạo, thảo mai. Điều thứ hai, nói chuyện thêm phần uyển chuyển. Trong thời đại bây giờ, khi thẳng thắn thường bị lệch lạc, trở thành vô duyên, thì chúng ta nên học cách chú ý sử dụng lời ăn tiếng nói sao cho uyển chuyển và tinh tế. Một người có năng lực giao tiếp giỏi sẽ khiến cho những người xung quanh cảm thấy thoải mái hơn, cho dù ý nghĩa trong đó tốt hay xấu. Khi được thể hiện bằng phương pháp mà người nghe cảm thấy thoải mái, thì họ mới dễ dàng tiếp thu hơn. Chúng ta vừa có thể biểu đạt chính xác suy nghĩ của mình, vừa có thể giữ gìn mối quan hệ đôi bên một cách lâu dài. Giao tiếp là một môn học mà chúng ta có thể dành cả đời để nghiên cứu cũng chưa tốt nghiệp nổi. Do đó, không ngừng rèn luyện và chú ý để tâm, chúng ta mới có thể không ngừng tiến bộ hơn, nâng cao EQ của bản thân, tạo cảm giác dễ chịu hơn cho người xung quanh và lan tỏa sức ảnh hưởng lời nói của mình.